Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 9 trong chuỗi 30 ngày học Bass cùng với Trung. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vòng tiếp theo, đó là vòng của La trưởng. Vòng La, Fa thăng, Re mi. Ok nhỉ? Ok, vòng La thì mình lại bấm ngón trỏ vào dây 5. À xin lỗi, dây 4 ngăn 5. Dây 1, 2, 3, 4 ngăn 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Rồi mình sẽ lùi ngón trỏ kéo về. Vẫn là dây 4 nhưng ngăn 2. 1, 2, 3, 4, dây ngăn 1, 2. Rồi ngón mình sẽ chuyển sang re. Lại ngón trỏ vào dây. Ngón trỏ vào dây 3 ngăn 5. Và ngón mi mình sẽ bấm ngón út vào dây 3 nhưng mà ngăn lại ngăn 7. Lại là la, fa, re, mi. Đó. Ok, mình tập với các trường độ các nốt tròn trắng đen đơn kép. Nốt tròn đánh vào phách 1 cho ngân 4 phách. La, à xin lỗi. La 2 3 4 fa 2 3 4 re 2 3 4 mi 2 3 4. Tiếp theo đến với nốt trắng đánh phách 1 phách 3, đánh ngân 2 phách. 1 2 3 4 fa 2 3 4 re 2 3 4 mi 2 3 4. Tiếp theo nốt đen đánh cả 4 phách. 1 2 3 4 fa 2 3 4 re 2 3 4 mi 2 3 4. Tiếp theo nốt đơn đánh cả đánh 8 phách, gấp đôi số phách. 1 và 2 và 3 và 4 và gấp đôi số nhịp, nhịp là 1 2 3 4 thì đánh 8 phách. 1 và 2 và 3 và 4 và fa và 2 và 3 và 4 và re và 2 và 3 và 4 và mi và 2 và 3 và 4 và. Ok. Tiếp theo đến với nốt kép là nốt dài nhất, khó nhất, đó là mình sẽ đánh 16 phách. Một phách à, 10, trong một nhịp mình đánh 4 phách. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Ok, đấy là bài tập. Sau đó các bạn tập về tempo, các bạn để tempo bên cạnh để rất chậm để các bạn có thể kiểm soát được nhịp. Khi đã tập nhuần nhuyễn được, các bạn ghép tất cả với nhau. 1 2 3 4 đếm ấy mà các bạn vẫn chơi được ấy, các bạn cần phải tập rất nhiều bởi vì mình phải kiểm soát được số phách. Ok, đấy là bài tập hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.